Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Trước biển banner quảng cáo khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn. Chúng ta đi hướng vào Côn Sơn. Thì phía bên tay trái đó là không gian vườn cảnh của anh Nguyễn Văn Ngân. Địa chỉ Côn Sơn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Và trong chương trình cuốn video này, Đỗ Sinh gửi đến hình ảnh của nhà vườn Ngân Phương Garden, chuyên cây cảnh nghệ thuật, thông cảnh, thông công trình. Vâng, và đây là số điện thoại của nhà vườn Ngân Phương: 0912 578 741. Cũng chính là số Zalo luôn để chúng ta tiện việc giao lưu. Và Đỗ Sinh mời quý vị và các bạn chúng ta vào thăm một cái vườn rất đặc biệt chuyên về mảng thông bonsai. Đẹp quá, thấp thoáng những cái bóng thông, những cây lớn, cây nhỏ và thậm chí có những cây dòng mini cũng đã xuất hiện trong một không gian vườn cảnh, vườn sinh thái rất đẹp của anh Nguyễn Văn Ngân. Và chúng ta đã được giao lưu với anh chủ nhà Nguyễn Văn Ngân. Xin chào anh Ngân nhé. Vâng, xin chào anh. Đây là một cái hàng tuyển những cây thông trong khu vực mà tôi đã về đây tham quan không ít lần đâu. Tất cả các cái buổi giao lưu cây cảnh nghệ thuật với câu lạc bộ Chí Linh này, Sao Đỏ này và câu lạc bộ cây thông bonsai ở khu vực Côn Sơn, Chí Linh thì Đỗ Sinh đã được giao lưu với các anh trong ban chấp hành cũng như là nhà vườn Nguyễn Văn Ngân, gọi là Ngân Phương, rất nhiều lần rồi. Tôi đã đăng tải những hình ảnh, những cái bóng dáng của những cây thông rất đặc biệt. Và anh Ngân cũng đã có một cái dịp chia sẻ, giao lưu với chúng ta về cách chăm sóc, tạo dáng cho những cây thông, những cái dòng thông hai lá Côn Sơn Chí Linh rất là đặc biệt tại không gian vườn nhà anh trong những cái cuốn video trước kia. Và chúng ta quan sát một chút nhé. Đây là một góc thôi. Không gian vườn anh thì còn rất rộng, rất nhiều. Nhưng mà ở cái khu vực nhà ở đây thì tôi sẽ giới thiệu một góc vườn. Thấp thoáng những cái bóng thông với một cái sức sống mãnh liệt. Những cây thông rất khỏe, đẹp như thế này. Và từ đây những cây thông hai lá Chí Linh, Hải Dương đã đi đến khắp mọi miền đất nước, đến với những người yêu thông bonsai, yêu cây cảnh nghệ thuật. Chúng ta chơi những cái cây bonsai lá kim rất là hấp dẫn và hài hòa, một cái sự thông thoáng, thông thoát, thanh cao và chống chọi với tất cả những cái phong ba bão táp, những cái khắc nghiệt của thời tiết, sóng gió vẫn trường tồn trên những cái rừng thông Côn Sơn. Vâng, và tác phẩm đầu tiên chúng ta cùng nhau thưởng thức qua cái chia sẻ của anh Nguyễn Văn Ngân, một cây thông tầm tầm này là tầm nhỏ hai người bê bình thường đúng không anh? Một người thì hơi gắng chút, thôi tốt nhất là hai người cho nó an toàn về cái sức khỏe đi. Chúng ta nhìn thấy cái đường đi của cây thông này. Đấy. Cái tầm nào thì anh có thể chặn để cho nó gọn tán hơn không?
giới thiệu với quý vị khán giả là cây thông này gia đình là trồng ở đất Vâng. đấy, được khoảng 6-7 năm rồi đấy. Khi mà huấn luyện nó từ nhỏ ở dưới đất xong rồi đưa lên chậu này thì nó sẽ thời gian nó sẽ được nhiều hơn đấy, và cái độ khó của cây thông này làm nó sẽ đảm bảo hơn. Nếu như những cây thông này mà làm ở trên chậu những cái đường gốc này thì nó hay kém và chết, thế nhưng làm dưới đất thì nó sẽ khỏe hơn. Và Và như những cây đẹp thông quá này nhỉ, những cái chuyển hướng thân rất là nghệ thuật đấy. và mà làm ở bên như kiểu trồng chậu đấy thì nó lâu năm thì nó cũng không được to như này, nhưng mình làm ở dưới đất thì nó sẽ to hơn. Đẹp quá cái Và chỗ này. bây giờ mới đánh về được mấy tháng và bây giờ bắt đầu huấn luyện bông thân Thế thì thì coi như vậy là tầm nào còn thì anh có thể điều chỉnh và cắt chặn tầm tán? khoảng tháng tầm 1 tháng nữa. Một tháng nữa, Vâng, tức là đúng rồi. sang cuối tháng 10. Vâng, Và uốn lại và cắt tỉa dần dần, một vài năm nữa thì nó sẽ đẹp. nó sẽ thuần đẹp hơn. Và nói chung là bước đầu Và tôi đã chuyển ống kính sang phía đối diện để chúng ta cảm nhận được cái nét đẹp khi cái chuyển hướng của thân cây thông rất là nghệ thuật như thế này. Tuyệt vời quá. Vâng, chúng ta có thể liên hệ với anh Nguyễn Văn Ngân, nhà vườn Ngân Phương qua số điện thoại 0912 578 741, địa chỉ Côn Sơn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, Hải Dương. cây này là về sau là làm dáng bạt phong Và đấy, củ là anh tương đối đang xây to. dựng một cái dáng cây thông bạt phong này. Anh Vâng, bỏ tay ra tôi nhìn cái củ cái. vâng. Ước chừng cái chỗ vị trí anh ám tay đấy khoảng bao nhiêu? 50, 50, vâng, vâng, vành 50. vành 50 rất nùn nực. Đẹp quá nhỉ. Vâng, Được ấy, cây này xây dựng cái dáng bạt phong cũng rất độc đáo. Và cây thông ở đứng ở trên một cái chênh vênh vắt núi, hướng theo một hướng, theo cái chiều gió, tạo lên một cái dáng bạt phong từ thiên nhiên tạo lên. Được đấy, hấp dẫn đấy. Nếu sau này cây này xây dựng xong thuần cây và chặn bông tán mỏng lên là nhìn rất đẹp. Và một số những cái cây này, mỗi cây mỗi một dáng khác nhau. Đây tôi thấy anh có một cái cây mà có thể dùng cái từ lại là huyền chi đảo địa được đây này các bác ạ. Chuyển một cái thân cây từ trái sang phải, từ mặt trước ra mặt sau, rất đẹp. Cái này là làm từ nhỏ chứ làm sao về sau này anh uốn được anh ơi. Làm từ nhỏ anh ạ. Vâng, từ lúc cây khéo bảo bằng ngón tay. Đúng rồi, Hay làm từ lúc cây bé, quá nhỉ. mình cố gắng làm thân trước xong rồi từ bây giờ trở đi mình mới làm bông. Mới làm bông. Và Quá đẹp cây thông. Chậu cũng chỉ cần tầm này thôi này. Vâng, chúng ta xem lại cái chỗ mà vị trí anh Ngân làm từ khi ở cái vị trí này chỉ bằng ngón tay thôi để có được một cái cây thông nghệ thuật huyền chi đảo địa như này đây. Đấy. Tuyệt vời quá nhỉ. Đấy. Đây là đều khu vực là những cái cây hai người bê nhẹ nhàng. Nét chơi rất là độc đáo và tinh tế. Một số cây này thì đưa về từ năm ngoái đã thay chậu và đợi răm bông 1-2 năm nữa thì bắt đầu chưa đẹp được. Và một hai mùa mưa nữa thôi, lúc đấy mình tháo được hết kẽm ra, Tháo hết kẽm và răm nó sẽ dày. răm dày tháo hết kẽm và có thể đi hội được rồi đấy. Vâng.
À, cái dịp Festival triển lãm sinh vật cảnh Chí Linh đang diễn ra ở quảng trường Chí Linh thì anh có tham gia bao nhiêu tác phẩm anh? Năm Chí Linh năm nay tham gia được 7 tác phẩm. 7 tác phẩm. Dạ. À, vậy là 7 tác phẩm đang đẹp nhất trong vườn anh thì anh chuyển ra khu triển lãm rồi. Đúng rồi, chuyển ra Và hết rồi. tôi sẽ di chuyển ống kính ra đó để chia sẻ 7 tác phẩm của anh Ngân đang có mặt ở triển lãm Festival sinh vật cảnh Chí Linh 2023. À, còn lại những cái tác phẩm trong vườn, khi tôi đến thăm vườn thì chúng ta cũng được thưởng thức một cách chi tiết để giới thiệu và giao lưu với vườn cảnh Ngân Phương, chuyên về mảng thông bonsai, thông công trình. Bởi vì anh còn có những cái cây tầm cỡ là rất lớn, thậm chí có những cây đã đưa lên chậu và có những cây còn ở dưới đất. À, các bác mà sử dụng những cái cây công trình cao khoảng từ 3 đến 4 mét, anh Ngân cũng sẽ đáp ứng được. Và trước khi kết thúc cuốn video số 1 mà chúng ta giao lưu với vườn cảnh Ngân Phương, tôi gửi đến hình ảnh của một cây thông cũng là những cây tầm nhỏ, hai người bê nhẹ nhàng. À, đây là một cây giáng hoành này, Cái răng não giáng lão cũng được. răng não vâng. À, một cây mà trông thế này thôi mà nó lên bong tróc vỏ, nó lên vảy đẹp thế nhỉ, vảy như vảy rồng cả đấy. Cây này thì tuổi được khoảng bao nhiêu năm rồi anh ơi? Cái này khoảng chục năm 10 năm rồi. vâng. Đẹp đấy. Phải nói các anh làm thông rất là trình độ. Rất là mến mộ với cái những cái bàn tay những người nghệ nhân ở cái khu vực mà chuyên về mảng thông bonsai ở Chí Linh Hải Dương. Những đường nét, những cái cung uốn lượn của thân, nó có nhiều dáng vẻ khác nhau, tạo lên một cái nét độc đáo của cây thông, chứ không phải chỉ như là một cái rừng thông với cái hình ảnh thẳng đứng chính trực trước phong ba bão táp của những cây thông trên đường đời, mà đã được đổi hướng tạo dáng thành nhiều những cái dáng rất là nghệ thuật, rất là bắt mắt. Cây thông này thì ở vị trí cái chỗ điểm này vanh được khoảng bao nhiêu anh? Cái này vanh khoảng gần 40, Hai hơn 20 đây nè, 30. hơn 30. Nó khoảng 30 32 gì đấy. Và Cao khoảng 50. cao 50, cây rất là hài hòa về kích thước. Bởi vì đó là chỉ là những cái tầm cây mà hai người bê nhẹ nhàng thôi. Chơi rất hay. Vâng, Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video số 1. Chúng ta tiếp tục chuyển sang một cuốn số 2. Để ngoài thông ra thì còn một số những cái dòng cây mà nhà vườn Ngân Phương đang tạo dáng để chúng ta cùng nhau chia sẻ và giao lưu. Đó là tùng La Hán, hoa giấy và một số dòng cây khác nữa.